cả nhà. Hằng lại giới thiệu cho cả nhà tiếp một sản phẩm, đây là serum KB1. Các bạn cũng biết là một tinh chất dưỡng trắng da, làm giúp da căng bóng, căng mịn và xe khít lửa chân lông rất là tốt luôn nha. Và một thành phần cải tiến nữa trong serum đó là tinh chất vàng 24K. Không biết các bạn có thấy rõ hay không? Thì sản phẩm serum KB1 này thì Hằng đã bán sản phẩm này là hơn 4 năm rồi ha. Cho nên là về chất lượng thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Sản phẩm Hằng dùng hơn 4 năm cho nên là da rất là mềm mịn. Sản phẩm của công ty Hoàng Hương Long, đây là thương hiệu KB1 nha. Chúng ta sẽ thấy những cái hạt vàng li ti ở trong cái tinh chất như thế này. Các bạn dùng tinh chất, các bạn nên là mình cho ra lòng bàn tay xong mình hãy thoa lên mặt nha. Mình đừng có để trực tiếp cái ống tinh chất này để sát vào da mặt, thì đôi khi cái vi khuẩn trên làn da mình không có được sạch 100% đó. Và mình bỏ cái ống này vào cái chai như thế này thì sẽ làm ô nhiễm cái thành phần ở trong cái chai nữa. Cho nên là tốt nhất là các bạn cho ra lòng bàn tay và các bạn thoa lên mặt nha. Chỉ một nhỏ nhỏ thôi là chúng ta đã thoa được hết mặt rồi. Chúng ta thoa đều nha, thoa đều từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Rất là mát luôn. Tinh chất này thoa rất là mát nha. Da nhờn, da mụn mình đều thoa được. Đặc biệt các bạn da nám, các bạn da nám mà các bạn dùng kem dưỡng trắng da mà trị nám đó, là các bạn đừng bao giờ bỏ qua cái tinh chất này nha. Cái tinh chất này trị nám rất là tốt luôn nha. Tinh chất của KB1 các bạn dùng kết hợp với kem trị nám rất là tốt luôn nha. Nè, thoa lên da là sẽ tạo một lớp căng bóng cho da, mà vừa căng bóng cho da mà sẽ giúp thẩm thấu da rất là tốt. Sau cái lớp này các bạn mà có dùng kem trị nám hay kem dưỡng trắng da, chúng ta thoa lên là rất là hiệu quả, rất là nhanh luôn nha. Hấp thu kem rất là tốt. Một chai như thế này á là 30ml giá 550.000. Bên Hằng có sản phẩm kem tiếp nhỏ 280.000, mình dùng được gần 2 tháng luôn nha. Tiếp nhỏ để cho các bạn dùng thử, còn không các bạn mua một lợi chai lớn như thế này sẽ tiết kiệm. Tinh chất giúp căng bóng, căng